Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 121 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ A Đức Ni có vẻ hơi thiếu tự tin, nàng cười cười. Kế sách này không phải là nàng nghĩ ra được. Khi hạm đội của Gamma tấn công bộ lạc thổ dân, vì binh lực của hạm đội có hạn nên thường sử dụng chiêu này. Bọn họ cậy vào hỏa khí lợi hại, dùng một đội dẫn dụ chiến sĩ thổ dân rời khỏi. Sau đó một đội khác ẩn nấp, liền nhân cơ hội đánh vào bộ lạc của bọn họ, bắt phụ nữ trẻ em rồi uy hiếp bọn họ đầu hàng. Chỉ có điều kết quả khi thổ dân bị ép đầu hàng thường là những thanh niên có sức chiến đấu bị tàn sát không còn, xử lý nhẹ nhàng cho đến giờ đều là một câu nói suông. Nếu như binh lực của bọn họ không đủ để khống chế toàn bộ lạc thì tàn sát trở thành thủ đoạn tất yếu. Thành Cử Vận lại nói, vừa rồi thấy mấy vị tướng quân diễn tập chiến thuyền ở bên ngoài kia, đang đề cập đến chiến pháp lấy thuyền nhỏ đánh thuyền lớn, lấy nhiều thuyền đánh ít thuyền. Đám người Phật Anh này chiến lực có hạn, chúng ta lại lấy bức ép làm chủ, không nên giết hại nhiều nhân mạng. Vừa hay để hạm đội đánh thử loại chiến pháp này. Hà Bính Văn cười cười nói, cô nói Mai Hoa trận năm cánh của Bảnh Sang Ngư đó sao? Y suy nghĩ một hồi, đôi chân mày nhướng lên nói, được, cứ thế mà làm, người đâu nổi chống tụ tướng. Cũng trong lúc đấy, Tắc Lập Phất cứ tiếp tục như thế này không phải là cách đâu. Chúng ta phải mạo hiểm trốn về phía Malacca. Cho dù có thủy sư Đại Minh ngăn cản, nhưng chỉ cần chúng ta xông lên thì chúng ta sẽ được an toàn thôi. Bây giờ thì làm cái gì đây? Đứng ở đây ta cũng thấy được lục địa ở phía đối diện, triều đình Đại Minh nhất định là sẽ phái quân đội tới. Một nam tử tóc vàng không kiên nhẫn lắc đầu nói, Bỉ Lôi Tứ không cần phải oán giận nữa đâu. Người của Malacca là một đám hải tặc, chúng ta chưa từng qua lại, có thể vẫn là mấy người Tây Ban Nha đi thôi. Hỏa súng ngắn di động tới lui trên thắt lưng ra bên hông của y. Y bứt đứt một nắm cỏ, ủng ra đập trên đám cỏ xanh tươi tốt, trèo lên trên đỉnh núi, chống tay lên hông thở hổn hển mấy hơi, rồi chửi rằng, cho dù bọn họ là người Bồ Đào Nha thì chẳng qua cũng chỉ là tổ hợp của một đám lưu manh tội phạm cường đạo mà thôi. Quan viên của Minh Triều có lẽ sẽ chém rơi đầu chúng ta để mà nghiêm trị, thế nhưng rơi vào tay đám hải tặc này, bọn chúng sẽ dìm tất cả nam nhân chúng ta vào trong biển cá, sau đó cướp sạch tiền vàng của chúng ta, trời nữ nhân của chúng ta kìa. Y nhún nhún vai nói, Bỉ Lôi Tử thân mến, nếu nói như vậy, ta tình nguyện rơi vào trong tay của người Minh Triều, cũng không muốn bị hai lưỡi đao của đám hải tặc chém thành tám khúc đâu, rồi ném xuống biển cho cá ăn kìa. Y nói xong liền đi đến ngồi trên một khối đá ở bên vách núi. Dưới vách núi là mặt biển xanh thẳm, trong suốt như một khối mỹ ngọc. Những con sóng vỗ lên đá trắng như hoa bách hợp tô điểm lên khối mỹ ngọc, mỗi cơn sóng đều vẽ ra một đường màu trắng giống như những hoa văn xinh đẹp vậy. Y chống hai kiểu tay lên đầu gối, bực bội đặt tay lên trán. Gió biển thổi lên mái tóc của y, khiến cho nó rối loạn giống như tâm tình của y vậy. Bỉ Lôi Tử là một người đàn ông tóc đỏ hơn 40 tuổi. Y vỗ vỗ lên vai của Tắc Lập Phất trấn an, sau đấy ngồi xuống bên cạnh y. Chim hải âu bay lượn trên không trung kêu lên một tiếng, Bỉ Lôi Tử khẽ lẩm bẩm, lương thực chúng ta mang theo chỉ đủ ăn 7 ngày thôi. Tin tức quan viên Mã Kháo bị giết nhất định đã được trình báo lên chính phủ của bọn chúng rồi. Ta không cho rằng bọn sống sẽ ngồi yên không quan tâm. Tóm lại vẫn phải nghĩ cách thôi. Mã Khảo mà y nói chính là Áo Môn. Lúc mới đến đây bọn họ lên đảo liền hỏi bách tính đang đi vào miếu Ma Tổ để dâng hương về tên nơi này. Bách tính tưởng lầm là họ hỏi tên miếu, liền trả lời là Ma Cáp. Những người Bồ không thông thạo ngôn ngữ cho rằng nơi này có tên là Ma Cần. Bây giờ tuy biết địa danh thật sự của nơi này, thế nhưng bọn họ đã quen gọi nó là Mã Khảo. Ta biết bây giờ bỏ chạy đi Lã Tống an toàn hơn một chút, nhưng có thể dừng chân hay không còn rất khó nói. Ngoài ra tàu Mỹ Nhân Ngư bị pháo kích nghiêm trọng, phải dừng ở cảng để sửa chữa rồi.
Điều đáng tiếc nhất là chúng ta vẫn còn 3 chiếc thuyền buôn vẫn chưa quay về, mà chúng ta phải vội vã chạy trốn khỏi Mã Kháo, chỉ sợ phải mất liên lạc với bọn họ rồi. Tắc Lập Phất kích động đứng dậy, mở hai bàn tay hô lớn. Ôi lạy chúa tôi, đó là 3 chiếc thuyền hàng ta vừa bỏ tiền đóng nên đấy, bọn họ không nhận được tin tức, lúc trở về Mã Kháo sẽ bị quân Minh đoạt lấy mất thôi. Chết tiệt mà, thuyền của ta, thuyền của ta, thuyền ơi là thuyền. Một câu thuyền ơi sau cùng của y, âm điệu đột nhiên rất cao lên, nghe giống như quỷ kêu, khiến cho Bì Lôi Tử hoảng sợ, vội vàng nói. Tắc Lập Phất, bình tĩnh một chút đi. Người Trung Quốc có nói, rừng xanh còn đó, không sợ không có quỷ đôn. Chỉ cần chúng ta vẫn gót chân ở Lã Tống lần nữa, thì chẳng phải là muốn đóng bao nhiêu chiếc thuyền thì có bấy nhiêu hay sao? Tắc Lập Phất trông như gặp quỷ, chỉ về mặt biển, mắt nhìn thẳng tiếp tục hô lên. Thuyền, nhiều thuyền quá đi, ôi lại chúa tôi, là chiến hạm của quân Minh. Bì Lôi Tử ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, trên mặt biển quả nhiên có mấy chục chiếc chiến thuyền đang trùng trùng điệp điệp đi về phía này. Buồm dâng cao, theo sóng vượt gió, Bì Lôi Tử không khỏi biến sắc, cũng kêu to lên. Lại chúa, thật là nhiều thuyền, mau, mau, lập tức chạy trốn thôi. Tắc Lập Phất nhìn chăm chú, nhau mắt nói. Tất cả đều là thuyền nhỏ, không có chiến hạm cỡ lớn. Luận về tốc độ chúng ta không chạy bằng nó được, nhưng với hỏa lực của chúng ta có thể tiêu diệt sạch bọn chúng kìa. Đến đây đi, lập tức xuống núi để chiến hạm xuất cảng. Bị chặn ở trong vịnh thì sẽ xong đời luôn. Đánh chìm bọn chúng trước, trước khi bọn chúng phái hạm đội cỡ lớn đến. Chúng ta còn có thể có đủ thời gian để sửa chữa mỹ nhân ngư, sau đó trốn về phía Lã Tống. Đi mau thôi, Bì Lôi Tử. Nguy cơ đến trước mặt, hai tên thương nhân đi buôn lậu đã bị kích phát ra bản tính. Bọn họ vội vàng xuống núi chiêu tập chiến thuyền rời bến nghênh chiến. Lúc bọn họ nhổ neo dương buồm chậm rãi rời khỏi vịnh thì phía sau chiến thuyền quân Minh đã xuất hiện, xa thuyền đáy bằng với số lượng tương tự. Nửa đường thì chuyển hướng, lợi dụng đặc điểm thuyền thích hợp đi trong vùng nước cạn và đá ngầm, áp sát bờ biển chỗ có nhiều đá ngầm của đảo Ngô Châu, mà người Bồ từ trong vịnh xông ra căn bản không phát hiện ra một đám kẻ thù khác. Đám người Bồ này có 5 chiếc chiến hạm, nhưng trong lúc trốn chạy, chiếc mỹ nhân ngư đã bị hư hại nghiêm trọng, đang dừng trên bờ sửa chữa, chỉ còn lại 4 chiếc chiến hạm. Ngoài ra, còn có 2 chiếc thuyền buôn có trang bị 4 khẩu pháo. Dựa vào thuyền tốt pháo mạnh, bọn họ dùng đội hình cánh nhạn, khí thế hùng hổ tiếp đón hạm đội của quân Minh. Nước biển xanh thẳm cuồn cuộn chảy, thuyền con của quân Minh phía đối diện tuy rất nhiều, nhưng rõ ràng đều là những chiến thuyền cỡ nhỏ. Căn cứ theo hiểu biết của bọn họ, chiến thuyền như thế mỗi chiếc chỉ trang bị 2 khẩu hỏa pháo. Hỏa lực như thế hiển nhiên là bọn họ không để vào trong mắt, cho nên chiếc vua hải tặc đảm đương tiên phong căn bản không chờ đợi chiến hạm hai bên cánh phối hợp, nó liền tăng tốc độ xông về phía đạm hạm đội của quân Minh, muốn xông pha đi đầu đánh chìm mấy chiếc chiến hạm quân Minh, dùng khí thế để đánh tan chiến hạm quân Minh. Lúc bấy giờ Bành Sa Ngư tóc trắng vịn mạn thuyền đứng ở đầu thuyền, Hàn Vũ và một tên tướng lĩnh thủy sư khác đứng ở bên cạnh bánh lái. Trận chiến này là lần đầu tiên lấy nhiều thuyền hỏa lực yếu đối kháng với chiến hạm địch có hỏa lực dày đặc, thế nhưng số lượng ít hơn, thuộc dạng kỹ thuật chiến. Vì để đề phòng vạn nhất, tướng lĩnh thủy sư nửa đường xuất ra, giống như Hàn Vũ càng có thái độ học tập và quan sát, và mà quyền lực chỉ huy chính thức thì giao cho lão tướng có kinh nghiệm hải chiến thành thạo. Bành Sang Ngư híp đôi mắt già chăm chú quan sát động tĩnh của chiến hạm địch. Ở chính giữa chiếc chiến hạm cỡ lớn kia đã thoái khỏi đội hình cánh nhạn, đột nhiên liều lĩnh xông lên mà không có hai cánh yểm hộ, lập tức thu hút sự chú ý của lão. Buồm chính của chiến hạm địch rào rào hạ xuống, Bành Sang Ngư thấy thế lập tức hạ lệnh. Chiến hạm địch sắp tiến công rồi, các hạm tách ra, chia ra bao vây. Thân hình khổng lồ của chiến hạm địch tiến lên với tốc độ chậm, thân thuyền bắt đầu nghiêng nghiêng. Hàng pháo dày đặc bên mạn thuyền đã lộ ra khẩu pháo thứ nhất. Bành Sang Ngư kinh nghiệm phong phú đã sớm hạ mệnh lệnh phân tán trước khi đối phương buông buồm chính. Lúc này, sự linh hoạt cơ động của thuyền nhỏ hoàn toàn phát huy tác dụng. Chiến hạm vua hải tặc thân hình to lớn đang chậm chậm di chuyển đến trận vị công kích, mới ngạc nhiên phát hiện chiến thuyền của quân Minh với đội hình răng cưa so le ở đối diện đã phân thành hai nhánh trái phải, một khoảng ở giữa hoàn toàn để cho bọn họ. Thân thuyền của chiếc vua hải tặc đã vào thế nằm ngang chờ chiến đấu, nhất định phải điều chỉnh vị trí chiến đấu một lần nữa. Nhưng nhân cơ hội này, bốn chiếc chiến hạm cỡ nhỏ của quân Minh giống như phát điên, từ phía đầu và đuôi của chiến hạm nhanh chóng áp sát nó. Cùng lúc đấy, chiến hạm quân Minh chia thành hai cánh lần nữa tản ra, hai đội thành bốn đội, bốn đội thành tám đội. Mỗi một đội thuyền đều do 4-5 chiếc thuyền tạo thành, lợi dụng tấn công đột ngột và sự linh hoạt của thân thuyền, một mặt
tránh khỏi hỏa pháo bên mạn thuyền của thuyền bồ, một mặt ra sức tiếp cận bọn họ. Ầm ầm ầm. Ngay sau đấy, chiến hạm người bồ khai hỏa trước, hỏa pháo làm bùng lên từng cột nước trên biển. Nhưng vì chiến hạm quân Minh tránh né, đồng thời chiếc thuyền tiên phong đã len lỏi vào trong trận doanh của quân bồ, khiến cho hỏa pháo của bọn họ không tài nào bắn mà không cố kỵ, đã mức độ nguy hại không cao. Ùnh một tiếng, một chiếc khoái thuyền của quân Minh đã áp sát chiếc vô hải tặc. Thân hình khổng lồ của vô hải tặc lay động một cái. Đám thủy thủ cầm lấy diều chiến và hỏa súng xông về phía mạn thuyền, ghé vào mạn thuyền bắn và dùng vũ khí ném về phía thuyền nhỏ. Nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện quân Minh đội mũ giáp, cua khiên mây căn bản không có ý đổ lên thuyền, không có móc câu, không ném móc câu lên mặt thuyền, chỉ nghe một tràng tiếng binh binh bong bong. Sau đấy, quân Minh liền giống như mấy tên nhát gan bỏ chiến thuyền, nhảy xuống nước, liều mạng bơi xa, xa xa. Trên thuyền không biết có chứa cái gì mà trong nháy mắt ngọn lửa đã lan ra. Hơn nữa, những chiếc thuyền lửa kia giống như giỏi trong xương, buông bám chặt lấy vô hải tặc. Thuyền đi nó cũng đi, lửa cũng cháy không ngừng. Thủy thủ tinh mắt phát hiện quân Minh dùng quá thuyền đinh thương, dùng mười mấy sợi xích sắt đóng chặt vào ván thuyền của vua hải tặc. Thế là đám thủy thủ đành phải chỉ rủa rồi bỏ đau thương, lấy đồ đạc bơm nước dập lửa. Nhưng lúc này mấy chiếc chiến hạm khác của quân Minh đã đến gần, bọn họ sử dụng lượng lớn hỏa khí có khả năng thiêu đốt như hỏa tiễn, ống phun lửa, hỏa cầu, bom củ ấu, bom khói, hộp xả. Tuy rằng không tạo nên thương tổn quá lớn đối với chiến hạm người bồ, thế nhưng cũng làm đến mức khói bay mù mịt, khiến đám thủy thủ đối phó không xuể. Vì thuyền cách rất gần nên tuy trên thuyền quân Minh chỉ có hai khẩu hỏa pháo, nhưng vây thành vòng tròn mà đánh, lại thêm chiến hạm người bồ to lớn, mục tiêu rõ ràng, cho nên mức độ hư hại không thể khinh thường được. Một chiếc thuyền buôm võ trang bị chiến hạm quân Minh móc lấy, đại pháo trên thuyền đã mất đi tác dụng. Bốn chiếc thuyền đã dùng dây thừng móc vào thuyền buôn, bắt đầu có binh sĩ từ trên thuyền leo sang. Một chiếc thuyền khác dùng hỏa súng và cung tiễn áp chế hỏa lực trên thuyền để yểm hộ. Nguy rồi, đánh như vậy quả thật là kiến ăn voi, ưu thế hỏa lực của chúng ta căn bản là không phát huy được. Tắc Lập Phất nhất thời sơ suất giật mình, nhìn ra mình mắc mưu, lập tức truyền lệnh cho tất cả chiến hạm rời khỏi trận chiến, thoát khỏi vòng vây của quân Minh, để triển khai trận hình đối chiến lần nữa, dùng viễn chiến và đại pháo để tấn công. Chiến hạm của người bồ miễn cưỡng phá vây, thế nhưng một bên mạn thuyền của chiếc vô hải tặc đã cháy ra một lỗ hổng lớn. Lúc này sóng biển không cao, nếu không gió khơi sóng lớn xô nước vào trong khoang thuyền thì vua hải tặc nhất định sẽ chìm. Một chiếc thuyền có tên Tắc Lập Mẫu cũng thu hút hỏa thuyền, trên đuôi thuyền cũng dày đặc khói đen theo sát bỏ chạy. Ngoại trừ hỏa thuyền tự thiêu của quân Minh ra, có ba chiếc thuyền bị chiến hạm của bọn họ phá hủy. Nhìn về mặt thương vong của binh sĩ thì quân Minh nhiều hơn một chút, nhưng bốn chiếc chiến hạm của người bồ thì có hai chiếc bị hư hại. Đây là tổn thất bọn họ không chịu nổi. Chiếc vô hải tặc đã tập hợp chiến thuyền, lần nữa bố trí trận hình công kích trong hoảng sợ. Bọn họ chỉ còn lại 5 chiếc thuyền thôi. Sau khi thuyền buôn của người bồ đánh lùi 3 lượt công kích của quân Minh, cuối cùng đã bị quân Minh xông lên thuyền. Lúc Tắc Lập Phất ra lệnh cho hạm đội thoát khỏi vòng vây của chiến hạm, chiếc thuyền kia còn cường lại nguyên chỗ, tranh giành quyền khống chế. Hiện tại xem ra có lẽ đã bị quân Minh hoàn toàn chiếm lĩnh, vì nó đã gia nhập trận chiến của quân Minh, bày ra đội hình công kích ngược lại mình. Thuyền vận binh đã yên lặng áp sát từ một phía khác, rất nhiều bộ binh lội nước lên bờ. Vì đảo Ngô Châu quá lớn nên người bồ phía bên này căn bản không có sắp xếp thủ vệ. Thám báo được phái ra khảo sát địa hình, thăm dò tình hình địch, lục soát gần 3 dặm đường núi thì cũng không phát hiện tung tích khả nghi, dĩ nhiên là đã chạy về bẩm báo. Bành Tiểu Dạng cơ thể khỏe mạnh rắn chắc, vai vác quỳ đầu đại đao, nghiêm mặt quát tháo, ra lệnh cho bộ tốt xếp đội hình nghiêm túc. A Đức Ni tư thế hiên ngang, cùng sóng vai đứng bên cạnh của y. Nàng mặc một bộ ngư lân giáp màu bạc, trên đầu đội mũ trụ sáng loáng, nhưng trong tay này không cầm kiếm, bên hông chỉ dắt hai thanh hỏa súng ngắn. Khôi giáp của nàng kỳ thực đều không phải là chế tạo từ sắt mà là khôi giáp chế tạo từ giấy, như thế nhẹ nhàng mà dễ đi. Vốn dĩ Hà Văn Bính và Thành Cử Vận đều kiên quyết không cho phép nàng xuất chiến, tầm quan trọng của nàng đối với Dương Lăng trong lòng hai người đều biết rõ, nhưng nàng kiên trì muốn đến, lại nói muốn tìm một người tinh thông tiếng người Phranh, lại có thể nhanh chóng có được sự tín nhiệm của phụ nữ trẻ con trên đảo, trấn an người của bọn họ, trừ A Đức Ni ra không còn ai khác có thể. Cuối cùng hai người đành phải đồng ý, âm thầm căn dặn Ngô Hán Siêu và Tống Tiểu Ái nhất định phải bảo vệ an toàn cho nàng thật là tốt. Lúc này Tống Tiểu Ái đang cười khanh khách ngồi bên cạnh nàng, buồn cười nhìn Ngô Hán Siêu đang nôn khan ở phía bên kia.
Nàng vừa đập sau lưng của Ngô Hán Siêu, vừa cười trách mắng: "Bành đại nhân cũng đã nói đi thuyền biển này không có sóng nghiêng bể lắng như thuyền quan trong đất liền đâu, bảo ngươi ngồi xuống còn phải đặt đứng dậy. Thiên cân trụy của võ đang cố định được chân của ngươi, thế nhưng không cố định được dạ dày của ngươi đâu." "Ê, ê, nhà đầu chết tiệt, ê, sao ngươi không việc gì vậy?" "Thì ta cũng chưa từng ngồi thuyền đâu, nhưng lại không có việc gì, ta nào biết được." Tống Tiểu Ái che miệng cười nói: "Ngũ tướng quân không sao chứ? Không thì cứ để tướng quân ở lại nghỉ ngơi một hồi, chúng ta dẫn quân tiến lên là được mà." An Đức Ni thân thiết nói. Ngô Hán Siêu cười khổ đứng lên, lắc lắc đầu: "Ta không sao, chuẩn bị xuất phát thôi, ta đi theo được." Nói đùa sao, y nắm trọng trách bảo vệ A Đức Ni, sao có thể ở lại đây một mình được. Khoan hãy nói A Đức Ni là nhân vật cực kỳ quan trọng về phương diện cải tiến hỏa khí của quân Minh, riêng chỉ thân phận vị hôn thê của Tổng đốc đại nhân y đã không thể khinh thường. Quân Minh xuất phát men theo bờ biển uốn lượn, cùng tiến thủ và hỏa súng thủ ở đằng trước, đao thuẫn thủ ở phía sau. Trong quân cũng không có bộ binh và trang bị hạng nặng. Người bộ hạ trại ở trên sườn núi phía bên đón mặt trời. Trong doanh trướng có 60 cảnh vệ mang vũ khí. Ngoài ra thủy thủ trên chiếc Mỹ Nhân Ngư đang khẩn trương sửa chữa. Bọn họ cũng đều là binh sĩ tùy thời có thể tham chiến. Những người khác đều là có thế tử, con cái và nô bộc của những người bộ đi buôn lậu ở bên cạnh. Bởi vì trên biển đang có trận chiến nên mặc dù đứng ở đây không nhìn thấy chiến cục, nhưng tất cả gia quyến đều lo lắng đứng trên bờ nhìn về phía xa. Lúc quân Minh xuất hiện từ phía sau bọn họ, vẫn chưa có ai phát hiện. Sau cùng vẫn là thủy thủ trên thuyền phát hiện ra quân Minh đang nhanh chóng đến gần, vội vàng hô lớn. Những phụ nữ và trẻ con hốt hoảng lo sợ gào thét chạy tán loạn, còn đám binh sĩ thì cầm vũ khí lên tìm nơi che chắn. Tiếng hỏa súng liên tiếp vang lên, trên bờ biển mịt mù khói súng. Sau tảng đá ở phía trước đột nhiên có hai tên người bồ đứng dậy, mấy tên cung tiến thủ vội vàng cài tên nhắm sẵn, chỉ nghe hai tiếng phịch phịch. Hỏa súng trong tay hai tên người bồ đã bay xa ra ngoài. A Đức Ni cầm hai khẩu hỏa súng, nghi ngút khói ngồi xổm trở lại sau tảng đá, chỉ để lộ ra đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm về tình hình ở phía trước. Nàng đang muốn nạp đạn lại, hai tên người bồ sợ đến mức ngây người, liền bị mấy mũi tên nhọn hoắt bắn xuyên qua mà ngã xuống. A Đức Ni nhíu mày kêu lên: "Người mất đi vũ khí không cần giết nữa, ra sức bắt sống bọn họ là được." Đồng thời nàng cất cao giọng dùng tiếng bồ kêu gọi đầu hàng về phía đối diện. Nhưng mặc dù nghe hiểu lời nói của nàng, những người bồ này sẽ chịu tin hay sao, vẫn đang dựa vào nơi hiểm yếu là tảng đá này để che chắn và kháng cự. Nhưng số binh sĩ có thể chiến đấu của bọn họ quá ít. Ngoài sườn núi đang giằng co chiến đấu, đã có quân Minh phân tán ra xung quanh đi bán phụ nữ và trẻ con chạy tứ tán. Rất nhanh sẽ hình thành vòng vây từ bốn phía. Dưới sức ép của cung tiễn và hỏa súng của quân Minh, sự phản kích của người bồ đã càng lúc càng yếu ớt. Trên mặt biển, song phương lại lần nữa bắt đầu giao phong. Người bồ ở đằng xa dùng hỏa pháo mãnh liệt bắt đầu tấn công. Nhưng trải qua lần đọ sức thứ nhất vừa rồi, quân Minh đã có chút tâm đắc đối với trận hình hoa mai chia cắt và bao vây. Thuyền di động càng thêm linh hoạt, càng thêm xảo quyệt. Chiến thuyền quân Minh thoạt nhìn không hề có trận hình, cứ 4-5 chiếc một tổ, mỗi tổ đều có mục tiêu, đánh xen kẽ vu hồi. Đạn pháo xung quanh chúng bùng nổ lên từng cột nước. Sự di động linh hoạt nhanh chóng giúp cho chúng có thể giảm sát thương đến mức thấp nhất. Một mặt chúng dùng hỏa pháo đánh trả, một mặt tiếp cận có mục đích. Sau khi tổn thất thêm 3 chiếc chiến thuyền, lại lần nữa hình thành xu thế phân tổ vây kín, giống như một đám nhân ngư háu đói điên cuồng. Đến gần một con cá mập lớn có răng nanh sắc bén mà lại không thể há miệng, công kích không kiêng nể gì. Chiến hạm chủ lực của người bồ không có hỏa lực dày đặc. Chiến thuyền của song phương chốc lát hình thành đội hình hỗn loạn. Bọn chúng căn bản không thể nào gây nên công kích hữu hiệu. Tình hình lúc đấy giống như một người khổng lồ hơ nắm tay đánh với không khí. Tắc Lập Phất sắp giận điên lên. Đúng lúc này, một tràng tiếng nổ đặc nghẹt phát ra, làn sóng âm mãnh liệt vừa dày đặc vừa kịch liệt. Tắc Lập Phất hoảng sợ nhìn về phía tiếng nổ, chỉ thấy từng ngọn lửa không ngừng bốc lên. Trên chiếc Mã Lợi Á Magia, khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy bừng bừng. Sau đấy lại là một tiếng nổ trầm đục nặng nề như sấm, cả chiếc thuyền nứt từ chính giữa ra làm hai đoạn. Nước biển nhanh chóng tràn vào khoang thuyền, lại đè hai đoạn thuyền về phía giữa, đầu thuyền và đuôi thuyền chích lên cao. Một số thủy thủ may mắn chưa nổ chết kêu to sợ hãi, từ trên thuyền liều mạng nhảy xuống biển. Cuộc chiến dường như dừng lại vào khoảnh khắc này. Tất cả mọi người đều nhìn chiếc thuyền khổng lồ dài 15 trượng, cao 3 tầng chìm xuống đáy biển, từng tấc một
trong những tiếng nổ rung trời. Nhìn nó bị bao bọc bởi khói đặc và lửa dữ, cuối cùng có người kinh hô lên. Lạy chúa tôi, kho hỏa dược của chiến thuyền Mã Lệ Á đã bị đánh trúng rồi, nó đã bị đánh chìm rồi. Chiến hạm của quân Minh cũng tạm thời ngưng tấn công. Pháo thủ trên 5 chiếc thuyền nhỏ vây công chiếc Mã Lệ Á cũng mù mờ, không biết là phát đạn pháo của ai mà khéo đến như thế. Vừa lúc bắn trúng kho đạn dược của chiến hạm địch, đến nỗi đánh chìm con quái vật to lớn như vậy. Với tình huống bình thường, cho dù là chiếc chiến hạm to lớn này đứng yên ở đấy, cho hỏa lực của bọn họ tập kích, chỉ sợ là bắn hết toàn bộ đạn dược của họ xong, chưa chắc đã có thể đánh chìm chiếc chiến hạm này. Xác suất này thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến cho thủy sư quân Minh mừng như điên cũng phải giật mình. Tiếng tù và vỏ ốc thê lương khiến hai bên đang giao chiến bừng bừng tỉnh lại. Bị lôi tử, hồn phi phách tán nhìn về phía vịnh, chỉ thấy một con thuyền buôn nhỏ đang đồng đỉnh chạy ra chiến trường. Trên cột buồm treo một lá cờ trắng chói mắt. Thuyền càng lúc càng đến gần, mỗi người đều có thể nhìn thấy rõ. Trên đầu thuyền có hơn 10 phụ nữ, người già và trẻ con. Phía sau lưng bọn họ là quân sĩ quân Minh mặc giáp sáng choang, đao tuốt khỏi vỏ, cung đã lên dây. Ý chí chiến đấu của người Bồ nhanh chóng biến mất. Mặc dù bọn họ cũng chiến đấu, thế nhưng bọn họ không phải là chiến sĩ thật sự. Chiếc Mã Lệ Á bị đánh chìm, vua hải tặc bị hư hại nặng, lại thêm đảo Thượng Hải đã bị chiếm cứ, vợ con đã trở thành tù binh. Tất cả sự thật khiến cho những thương nhân buôn lậu cùng đường mặt lộ này phải khiếp sợ. Tắc Lập Phất chú ý vào ánh mắt của binh sĩ nhìn về phía mình, đã vô cùng do dự. Đặc biệt là lúc gia quyến người Bồ ở trên đầu thuyền hô to, bỏ vũ khí đầu hàng, triều đình nhà Minh sẽ xử lý khoan hồng. Có rất nhiều người đã chậm rãi buông vũ khí ở trong tay xuống. Tắc Lập Phất biết đại thế đã mất, thuyền của y đã bị tràn một chút nước biển trong trận kịch chiến. Thân tàu đã hơi nghiêng nghiêng. Y thất tha thất thểu đi đến bên mạn thuyền, một lúc lâu sau mới hô to, hạ cờ xí xuống, chúng ta đầu hàng. Bộ hạ của y không chút do dự, lập tức thi hành mệnh lệnh. Tắc Lập Phất nhìn về phía nam, biển rộng mênh mông, khuôn mặt nở một nụ cười, trông còn khó coi hơn cả khóc. Có lẽ bị lôi tử nấy đúng, nếu như lúc đầu ta trốn về phía Malacca. Còn lúc này, lúc Dương Lăng bí mật trở về thành Phúc Châu, thì đã nghe được tin đầu đường cuối ngõ đang chuyển tay nhau quân Minh lại đánh một trận đại thắng, bắt được rất nhiều phiên quỷ. Nam nhân và nữ nhân đều miêu tả về tình hình bọn họ vừa được trông thấy, vừa áp tải qua thành Phúc Châu, sinh động như thật vậy. Dương Lăng không biết đã xảy ra đại sự gì, không khỏi căng thẳng ở trong lòng. Nếu như xảy ra sơ suất lúc hắn không có ở đây, thân làm chủ soái, hắn phải gánh chịu toàn bộ tội trạng không thể nghi ngờ. Dương Lăng nghe nói người phiên đã bị bắt giữ trong quân doanh của Hà Tổng Binh, đến phủ tổng đốc cũng không quay về, liền vội vã băng ngang qua thành đi thẳng đến đại doanh. Dương Lăng xông vào đại trướng, vừa lướt mắt đã nhìn thấy trong trướng có hai người đàn ông mắt xanh tóc vàng, bên cạnh là hai người khác đen đúa giống như từ trong đống than đi ra vậy. Hắn nhìn thấy rõ ràng. Dương Lăng giật mình, ngạc nhiên kêu lên, là người da đen sao? Lúc này một tiếng gọi duyên dáng kinh hỉ, Dương thần ái, rốt cuộc chàng đã về rồi. Nói đoạn, một tiểu tướng quân thân mặc ngư lân giáp màu bạc sáng choang lập tức nhào vào trong lòng ngực của hắn. Hoàng cung Malacca lúc này đã trở thành địa bàn của người Phật Lăng Cơ. Hôm nay là yến hội chính thức theo phong cách châu Âu, bởi vậy phần lớn đều là do người châu Âu tự mình chế biến. Họ thường dùng đồ đồng, trong khi vương thất Malacca thường dùng đồ vàng bạc và đồ sứ Trung Quốc. Món chính của người Âu Châu đương nhiên là bánh mì, được chế tác từ lúa mạch thượng đẳng, sản lượng rất thấp, chỉ có quý tộc, kẻ giàu có và giáo hội mới có đặc quyền hưởng dụng. Họ cho vào trong bột mì, sữa và lên men, sau đấy chế tác thành loại bánh mì vô cùng tinh xảo mỹ vị, xưng là bánh hoàng hậu. Hiện tại, bữa tiệc tối đã được bày trên bàn tiệc dài. Khuyển Dưỡng Chính ngồi ở phía cuối bàn, cầm một chiếc bánh mì đen nhăn mặt lại rồi ném xuống đĩa, quay sang tiểu giã canh điền bất mãn lẩm bẩm. Cái yến hội nực cười này, coi cái đĩa vàng này, ta có thể lập tức dùng nó để đập vỡ đầu người được này. Tiểu giã canh điền nghiêng người qua thấp giọng nói, thôi đừng oán hận nữa, ở dưới mái hiên còn không phải cúi đầu hay sao? Chúng ta cần bọn họ để mà sinh tồn. Nghe nói đám người bản thổ ở lại Đại Minh đều đã bị truy sát rồi, trốn vào trong núi ăn rau dại, nước lã, trứng bụng mà chết. Ta ở đây ít nhất còn có cơm ăn rượu uống kìa. Gã nói xong quay ra nhấp một ngụm whisky. Sao không dùng rượu ngon bản địa mà uống cái thứ chua như giấm thế này?
Ấy ấy ấy, ông ta chuẩn bị lên tiếng rồi kìa. Võ sĩ tóc búi chư chảo anh Tuấn vội vàng lên tiếng. Quả nhiên, ngài Trạch Cách đứng dậy, nho nhã lịch sự, hạ thấp người, mỉm cười nói: "Chư vị khách quý, rất hoan nghênh các ngài tới tham dự thịnh yến ngày hôm nay." Ông ta mặc một bộ quần áo nịt làm từ tơ lụa phương Đông, choàng lên bộ cánh dệt chân châu lấp lánh trong ánh sáng nến, làm cả người ông ta tỏa ra một khí độ cao quý. "Các vị khách quý." Ngài Trạch Cách mỉm cười hướng tới mọi người rồi vuốt cằm nói: "Thịnh yến đêm nay mọi chư vị tận tình thưởng ngoạn, không cần cố kỵ cái gì cả. Đồng thời ta cũng có một việc cần lấy ý kiến của các vị đấy." Ông ta nhìn quanh một lượt các vị khách ở trên bàn tiệc. Một nhóm người quả là đa dạng, có ông ta thống lĩnh hạm đội Bồ Đào Nha, có bộ hạ của ông ta là thuyền trưởng hải tặc Tây Ban Nha Bội Đức La, rồi có võ sĩ phương Đông là Cung Bản Hạo, có các tù trưởng bản địa đầu nhập đội quân của ông, lại một đội thủ lĩnh các nhóm đánh thuê chiêu mộ trên đường tới đây. Thế lực phe phái hết sức phức tạp, nhân chủng đến trang phục mỗi nơi cũng khác nhau. Thức ăn dần được nhóm nô bộc của Hoàng cung Malacca mang lên, đương nhiên mỹ thực vẫn là dành cho nhóm thủ lĩnh. Thức ăn ngoài cá và rau dưa chính là món làm từ thịt lợn là chính. Người châu Âu trung cổ không giống với người châu Âu hiện đại, phản cảm với thức ăn làm từ nội tạng, động vật. Thực tế là bọn họ không bỏ qua bất cứ thứ gì có thể ăn được, từ dạ con đến bóng lợn. Bất quá, mặc kệ là đồ uống hay bánh mì đều nhuộm màu, thoạt nhìn miếng thịt đỏ sậm, béo ngậy, đã muốn chảy nước miếng. Do thói quen ẩm thực bất đồng, có người dùng dao nĩa, người dùng đũa, kẻ trực tiếp dùng tay, làm miếng tiệc cung đình này nhìn có chút quái dị. Ngải Trạch Cách nhấp một ngụm rượu, nho trắng, brandy, cười dài rồi cầm khăn ăn, lau miệng nói: "Chư vị, hôm nay mời các vị tới đây, ngoài mời dùng tiệc, chính là muốn thảo luận về đường đi tới của chúng ta. Ta có dừng chân ở Malacca hay không, sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của mỗi người kìa." Lời này làm cho tất cả thủ lĩnh các phe phái đồng thời chú ý. Mọi người đều dừng lại, ngưng thần nghe ông ta nói tiếp. "Nói thật, ta không ngờ quân đội Đại Minh thiện chiến như vậy. Theo tin tức của thuyền trưởng Bội Đức La được biết, chúng ta đã quá xem nhẹ chiến lực của thủy sư Đại Minh rồi. À không không không, phải là xem nhẹ, mà là hoàn toàn phỏng đoán sai. Hiện tại Minh quân đã nắm trong tay Đông Hải, rất nhanh hướng tới đây. Theo tin tức do thám ở biên giới của Cung Bản Hạo tiên sinh, quân Minh có dấu hiệu muốn động quân rồi." Ông ta nhún vai nói: "Như vậy, vấn đề sắp tới, chúng ta chiến hay lui đây, hay nghĩ biện pháp cùng Đại Minh chủ hòa đây, thỉnh các vị cùng thảo luận." Yến phòng bắt đầu nhất thời xôn xao, các phe phái châu đầu ghé tay. Ngài Trạch Cách lặng lẽ đứng quan sát phản ứng của mọi người, sau đó nhìn tổng giám mục Lạp Mã Ly Áo. Quân đội của ông không phải là hải tặc, mà là quân đội chính quy của Hải quân Bồ Đào Nha, thuộc quân đội của chiến thần Bồ Đào Nha, tổng đốc Abu Quy Quy. Vị tổng đốc đại nhân này có tham vọng và năng lực cực đại của kẻ bá chủ đang nắm giữ trong tay Ấn Độ Dương, dã tâm muốn thâu tóm toàn bộ Viễn Đông. Theo quan sát của Abu Quy Quy, ông ta cho rằng muốn khống chế Ấn Độ Dương và mậu dịch Viễn Đông thì Malacca là một vị trí trọng yếu. Chiếm lĩnh được nơi này chính là xác lập được địa vị bá chủ của Bồ Đào Nha, đế quốc ở trên Biển Đông. Đây coi như là bàn đạp để cho ông ta có thể thâu tóm được Colombo, Nhật Bản, Kalimantan, Tô Lạp Uy Tây và quần đảo Maluku. Khi lần đầu tới Ấn Độ, liền lấy khí thế bắt đầu chinh phục phương Đông, chẳng những liên tiếp tập kích đốt phá thành thị của người Ả Rập, còn đánh đắm vô số thuyền của A Lạp Bá, chiếm lĩnh quả A, mã lục giáp, xác lập quyền bá chủ trên biển, cũng theo quốc vương Ấn Độ đã đủ quyền lực trở thành tổng đốc Ấn Độ. Nhưng với một vị tướng quân dù cuồng tín lại cơ trí cực kỳ, cũng không nắm chắc trong tay thắng lợi, hiển nhiên cũng vẫn còn vài phần cố kỵ cường quốc Đại Minh tại Viễn Đông. Hạm đội của ngài Trạch Cách tiên phong chiếm lĩnh Malacca để thử thăm dò thái độ của Minh triều, sau đấy mới quyết định đường đi nước bước tại khu vực Viễn Đông này. Hiện tại xem ra Minh triều cũng không cam tâm mất đi Malacca, hơn nữa còn đã chuẩn bị đến vũ lực. Là một tham mưu của đội Viễn Chinh, ngài Trạch Cách phát hiện ra mình đã đánh giá sai thực lực của đám quân Minh, không kịp đợi chỉ thị của tướng quân Abu Quy Quy, đành phải thương thảo đối sách với nhóm đồng minh này. Lạp Mã Lý Áo phụng lệnh quốc vương Bồ tới Malacca, mang tư tưởng tránh đối đầu bằng vũ lực với Minh quân, là muốn trở thành minh hữu với cường quốc đứng đầu Viễn Đông, hiển nhiên là muốn lợi ích lâu dài. Nhưng khi trải qua phản loạn của gia tộc A Đức Ni, khi đấy muốn đề xuất nâng cấp hải quân 3 năm về trước, ông ta không thể không bắt đầu coi trọng lập trường của hải quân. Abu Quy Quy được xưng danh chiến thần, có danh vọng cực lớn trong hải quân,
ý kiến của ông ta không thể bỏ qua được. Bởi vậy, khi Tổng Giám mục Lạp Mã Lê Áo biết được kế hoạch của ông ta, liền tự mình tới Malacca quan sát tình hình để báo lên quốc vương. Tổng Giám mục là người phe chủ hòa, nên ngài Trạch Cách ngoài mặt khách khí, kỳ thực trong lòng đầy địch ý. Quả nhiên, Lạp Mã Lê Áo ho khan một tiếng, quan sát một lượt xung quanh rồi nói: "Các vị, nói đến hẳn các ngài đã biết, hơn trăm năm trước, tướng lãnh Trịnh Hòa của Hải quân Minh Triều đã từng tuần hành tại Tây Dương. Ông ta cũng đã đi qua vịnh Persic, rồi Á Đính, Hồng Hải, phái ra đội tàu tới biển Đông Hải Châu Phi. Hơn nữa, số lượng quy mô thuyền chiến và thuyền viên của Minh quân chính bằng toàn bộ hạm đội Hải quân của ta. Thực lực của ông ta không thể hoài nghi được. Hiện tại, thuyền trưởng Bội Đức La cũng đã báo tin pháo binh của họ không hề thua kém của ta. Ta cho rằng ý của quốc vương bệ hạ là hết sức chuẩn xác. Chúng ta nên kết minh hữu với cường quốc này, không nên thành địch nhân, nếu không sẽ có một hồi ác mộng kìa." Trợ thủ của ngài Trạch Cách lập tức phản bác nói: "Tổng giám mục, ta nghĩ ngài nói quá rồi. Cung bản hạo tiên sinh giao thủ nhiều năm với Minh quân, hiểu biết không ít, cũng đã chứng thực Minh quân hoàn toàn không có lực pháo siêu cường ấy." Giờ gã khinh miệt nhìn Bộ Đức La bổ sung một câu: "Thuyền trưởng Bộ Đức La chỉ huy hai chiếc chiến thuyền bại trận, có thể do chỉ huy không tốt, cũng có thể do quân Minh cậy đông quen địa hình, bù đắp vào chỗ thiếu hụt. Còn về phần vết đạn ở trên thuyền, mình bất điếm trá, ta thậm chí còn có thể bắn nó thành thuyền ba lá, minh chứng thực lực đạn lửa của ta kìa." Rồi gã đứng lên kiêu ngạo nói: "Là một thượng tá hải quân hoàng gia Tây Ban Nha, ta xin thề với thủ lĩnh toàn năng, cho ta 10 chiến thuyền, ta sẽ tiêu diệt hết thảy thủy sư của Minh quân xuất hiện ở Nam Hải. Vì vương thất Bồ Đào Nha và hoàng gia hải quân phát huy thực lực vô hạn, khiến cho quyền lực và ân trạch của hoàng đế bệ hạ trải rộng phương Đông." Ngài Trạch Cách hưng phấn vỗ vỗ bờ vai của gã nói: "Phải cam đoan chúng ta nắm được Malacca trong tay, có được cảng mậu dịch này thì sẽ thu hoạch lớn tài sản của Minh Triều. Lúc đấy sẽ đem hàng hóa của bọn họ chất cao quá cột buồm kìa." Pang pang, hai tiếng vỗ tay thanh thúy là từ động tác nho nhã của Lạp Mã Ly Áo, muốn trả lời một cách mỉa mai: "Phi thường êm tai, các vị cũng đừng quên nơi này, dưới chân Đại Minh nó không khác gì một kẻ khổng lồ, chỉ cần nâng một chân cũng đủ để nơi này bẹp nát được rồi. Chúng ta cũng chỉ có 10 chiến hạm mà thôi, đương nhiên nếu tính cả thêm thuyền của thuyền trưởng Bộ Đức La và cung bản hạo tiên sinh cũng không chỉ như thế. Nhưng ta sẽ nhận tiếp tế và viện binh ở nơi nào đây, trong khi Đại Minh lại có thể tùy thời điều động 10 vạn đại quân?" "Tổng giám mục à," cung bản hạo chúc chắc lên tiếng, "theo chúng ta biết, đội quân Minh Triều không thảo chiến, cũng không thảo vũ khí. Chúng ta 200 người có thể cướp sạch một tòa 3 vạn lính đóng, 50 người cũng có thể đuổi theo 1.000 lính quân Minh chạy trốn kìa." Lạp Mã Lê Áo nhún nhún vai nói: "Nói như vậy khiến ta thật sự ngạc nhiên. Vì gì mà ngài không mang 2.000 người của mình đi chiếm lĩnh 10 tòa thành béo bở đó đi, lại cùng chúng ta trụ lại cái Malacca nhỏ bé này?" Cung bản hạo mặt đỏ lên, cô nén giận nói: "Này, mình chịu hồ bái, lực chiến quân đội yếu, mọi người đều biết cả. Không chỉ lục quân, ngay cả Bộ Đức La thuyền trưởng ở Đại Minh 3 năm hẳn cũng biết rõ tình hình. Chúng ta lúc này thất bại chủ yếu là bởi vì mất đi căn cứ bổn quốc thôi, gia quyến phải đi theo, năng lực tác chiến đương nhiên chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, tướng lĩnh của quân Minh là Dương Lăng, đa mưu túc trí. Người này chẳng những thạo tác chiến, lại giỏi thao túng lòng quân, nâng cao sĩ khí. Nhưng một đám quan lại Minh Triều có một tật xấu." Ông ta giả hoạt cười, bưng lên chén rượu uống một ngụm, sau đó cau mày nhếch miệng nói: "Bọn họ thích giận chó đánh mèo, ôm công đẩy tội. Một tướng lĩnh lập công lớn liền bị quân chủ kiêng kỵ, cuối cùng tự dứt họa sát thân. Sợ chính là kẻ bại tướng, thế nhưng được quân chủ dung túng còn hơn là sợ kẻ bách chiến bách thắng kìa." "Mà hiện tại Dương Lăng đã không thoát được điều thứ nhất rồi, khiến cho không ít quan lại bất an. Chỉ cần hắn lại phạm vào điều thứ hai, lập tức không thiếu kẻ công kích. Chỉ cần bắt hắn rời đi vị trí này, thì cho dù thủy quân của bọn chúng đang mạnh như là hổ báo cũng sẽ liền loạn thành một đám châu chấu quần vào trong bùn thôi." Tăng Đức cười ha hả: "Ta nóng lòng chờ đợi một trận thư hùng chính là vì mục đích này đấy. Về việc tiếp viện, ta dự định trước hết Tổng đốc Ấn Độ điều động 3.000 đến 6.000 quân trước chiếm lĩnh tỉnh Quảng Đông làm cơ sở hậu phương trước, toàn lực tiêu diệt quân Minh lấy chủ quyền trên biển, sau đấy từng bước một hướng sâu vào đất liền."
Còn về phần sau, có thể tại các nơi bản địa điều động 1 vạn đến 1 vạn giữ binh. Ở Nhật Bản và Lữ Tống hợp thành đội quân đánh thuê. Sau khi kiểm soát được trên biển, pháo trên chiến thuyền có thể dỡ xuống sử dụng dã chiến. Chờ địa pháo được vận chuyển đến hơn 1.000 khẩu cùng hỏa lực sẵn có, chúng ta liền coi bọn họ lấy gì đỡ đây. Bội Đức La là người Tây Ban Nha, bất đắc dĩ đến Malacca lánh nạn. Khi ông ta chứng kiến 2 chiếc thuyền bị phá hủy tại Long Đảo, liền tin tưởng thực lực cực đại của quân Minh Triều, cho nên thập phần không muốn dẫn quân chiến hạm của quân Minh Triều tới chỗ này. Thân phận ông ta đặc thù nên không muốn tỏ rõ ý kiến, nhưng nghe được lời nói của Tăng Đức, ông ta thật không nhịn được, liền vứt bỏ tự tôn nói: Thượng tá Tăng Đức, ta không hề nghi ngờ thực lực của đội quân 6.000 binh tướng chính quy của bổ quốc ngài. Nhưng Minh Triều có thể phái ra 3 vạn lính thủy sư đi Tây Dương, vô luận là Bồ Đào Nha hay là Tây Ban Nha, bên nào có thể chống đỡ cấp dưỡng được cho cả vạn quân đây? Điều động 4.000 lính ở Ấn Độ cũng không dễ, Abu Quy Quy tướng quân sẽ không đồng ý đâu. Hơn 1 vạn quân theo ngài ấy lại qua bán đảo Lợi Á xuống Nam một đường tới Ấn Độ Dương này, không một quốc gia nào có thể chống đỡ được nhu lương ấy. Hơn nữa việc duy tu thuyền chống bệnh dịch thì phải làm như thế nào đây? Lạp Mã Ly Áo cũng cười nhạt nói: Điều này cũng không phải là trọng yếu kìa. Phải biết rằng chiến tranh không có luôn thuận buồm xuôi gió. Một đội quân khổng lồ như vậy muốn lưu lại phải làm sao đây? Ngài nói muốn 1 vạn lính đánh thuê hay sao? Huấn luyện như thế nào? Đồng tác chiến ra sao? Một khi đại quân toàn lực chiến ngoại, quốc nội thế lực mỏng manh, quốc gia khác muốn nhân cơ hội giành giật, phải ứng phó như thế nào đây? Liên tiếp những câu hỏi như thế nào làm Tăng Đức á khẩu, gã thiện quá hóa giận, lên tiếng: Cho dù không công kích nội thổ của Minh Triều, ít nhất cũng phải bảo toàn được lãnh địa tại Malacca này chứ. Vì sao ư? Nơi này là nơi lưu thông thương hiệu, thương liệu đồ sứ tơ lụa, trà của phương Đông. Chỉ cần nắm được nơi này chính là làm chủ thương mại, khiến Cairo và Mạch Gia Tương triệt để phá sản. Nhị Uy Ni Tư cũng đừng hòng mà chiếm được bá quyền hương liệu và tơ lúa, trừ phi thương nhân bọn họ dâng lên món lớn cho bổ quốc kìa. Cung Bản Hạo vì sốt ruột muốn báo thù, không thèm để ý người Bồ Đào Nha đã bắn chìm bao nhiêu thuyền của mình. Vì canh cánh thất bại ở trên đất liền với quân Minh, nên cực lực cổ động Ngài Trạch Cách và Tăng Đức khai chiến với Minh quân. Mà Lạp Mã Lý Áo và Bộ Đức La lại duy trì thái độ đối lập, song phương tranh cãi không ngừng. Trong khi đội trưởng đội lính lính thuê A Long Tắc Tắc mắt nhìn mũi, thái độ như lão tăng nhập định vậy. Hai bên đang tranh cãi mãi không thể dàn xếp, bỗng một người phương Đông vội vàng đi vào, nói nhỏ vài câu với Cung Bản Hạo, khiến ông ta sắc mặt chợt biến, cực kỳ khó coi. Đang khắc khẩu, hai bên cũng đều ngừng lại. Ngài Trạch Cách kỳ quái nói: Cung Bản Hạo tiên sinh, xảy ra chuyện gì vậy? Cung Bản Hạo đưa tay phủ đầu gối, chậm chạp lên tiếng: Các vị, ta vừa thu được tin Hảo Kính người Phật Lang Cơ bởi vì giết Thải Đạo Tắc Khối khi trốn vào trong Ngô Châu Tử đã bị Minh quân đả bại. Người của ta trên đường Phúc Châu đã chính mắt trông thấy hơn 1.000 người Phật Lang Cơ bị áp giải qua. Ngài Trạch Cách giật mình lên tiếng: Như thế nào lại vậy? Ta biết những người đấy, bọn họ tuy là thương nhân buôn lậu, thế nhưng vũ lực không kém, có 4 thuyền chủ lực kìa. Hỏa lực so với ta cũng không yếu nhiều. Ta đang chuẩn bị phái người tới thương lượng, hy vọng liên thủ được với bọn họ. Minh quân xuất động bao nhiêu chiến hạm vậy mà đánh trong bao lâu? Cung Bản Hạo chần chừ một chút nói: Đại hình tại cảng Phúc Châu không thấy rời bến, cho nên người của ta cũng không rõ bọn họ xuất ra bao nhiêu thuyền. Bất quá chúng ta biết quân doanh điều binh rời biến, bọn họ rạng sáng xuất phát tới hoàng hôn đã được điều về, chỉ qua một buổi ban ngày. Âm thanh trong đại sảnh hoàn toàn tiêu thất, im ắng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Qua hồi lâu, Lạp Mã Lê Áo đứng lên, dùng ngữ điệu ca phút lớn giọng nói: Các vị tướng quân, tiên sinh, chúng ta phải lập tức đưa ra quyết định, không thể đợi Minh quân đến được. Theo ta, biện pháp chính xác nhất là lập tức lấy được quan hệ với Minh Triều, thông qua đàm phán giải quyết vấn đề của Malacca. Ông ta chỉ vào cửa lớn, rồi lớn tiếng nói: Thực lực của thủy sư Minh quân đã rất rõ ràng rồi, bọn họ tận lực bắt và không giết quân ta, cho thấy họ cũng có thành ý là muốn đàm phán kìa. Đây là cơ hội không thể bỏ qua được. Các vị tiên sinh, ta không hy vọng yến hội của chúng ta chấm dứt bởi binh lính Minh quân trang bị khôi giáp trực tiếp vọt vào, sau đó tiến nhập cùng ăn cơm tủ với nhau đâu. Theo ý chỉ của quốc vương bệ hạ, hãy cùng bọn họ đàm phán đi thôi. Ngài Trạch Cách và Tăng Đức hai mắt nhìn nhau. Qua hồi lâu, Ngài Trạch Cách mới suy sụp ngã xuống nói: Được rồi, Tăng Đức hãy phái người liên hệ với Dương Lăng đi, chúng ta đàm phán vậy.
chúng ta nguyện ý tuân theo lời ước phụ thuộc vào Minh Triều, hướng bọn họ xưng thần tiến cống, đổi lấy quyền mậu dịch tự do và quyền kiểm soát Malacca. Xong ông ta ngẩng đầu nói với Tăng Đức: lập tức phái người thông chi cho Tổng đốc Abu Quy Quy tận lực điều động chiến hạm cùng quân đội. Có thể điều động được bao nhiêu thì điều bấy nhiêu. Cần phải mau chóng tiếp viện cho Malacca để ngăn ngừa vạn nhất kìa. Lại nói, Dương Lăng đối với Tổng binh Thành Gửi Vận, A Đức Ni tạo thành tiểu đội quân sự 3 người, đưa ra nghị quyết vạn phần vừa lòng. Đối với chiến quả lại vừa lòng vạn phần. Nhưng do A Đức Ni tự mình tham gia tác chiến mà hắn lo sợ không yên. Nỗi kiếp sợ chưa tan, Dương Lăng một hồi tiến vào phòng, liền thi ra pháp với A Đức Ni. Gò mông nhỏ bé mới đánh mấy bàn tay, lại gặp được bộ dạng dịu ngoan đáng yêu, cũng không hề mở miệng nhận sai. Dương Lăng vô kế khả thi, ngược lại đi trừng phạt Thành Kỳ Vận, cũng đồng dạng động thủ, lại gặp đôi mi kiều mắt mị, câu dẫn như xả tinh, bị đánh mà gợi lên vẻ xuân tình đáng ý, liền giống như cuốn lấy người của hắn vậy. Dương Lăng vốn định giao uy gia chủ, cuối cùng lại biến thành một hồi đại tràng đại chiến. Thành Kỳ Vận bị công chiến đến cầu xin tha thứ. Bất quá việc này cũng không lưu lại hậu hoạn gì, chỉ khiến cho Dương Lăng nhớ rõ, việc nhà, việc nước, có kinh có trọng, có khoan có vội, có khi việc nhà có thể bỏ qua thì bỏ qua, loại tình cảm nữ nhi này nên phóng phải phóng. Nếu khi hắn không có ở đấy, bộ hạ có quyết định sai lầm, tàn sát, tàn khốc liền dẫn đến hải tặc Malacca nổi lên thế công, như vậy quân đội Minh quân không được chuẩn bị đầy đủ, có thể rơi vào thế bị động, trả giá càng nhiều thương vong. Vô số tính mạng có thể bị cướp mất vì hắn. Đám bị bắt chính là đội buôn lậu Hắc Nô, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Thẩm vấn qua mới biết được phương Tây đã giao dịch với Hắc Nô, ngầm muốn kiếm lời từ việc cướp bóc những thuyền buôn bán xa xứ. Đội buôn lậu Hắc Nô này chính là do hải tặc phương Đông thao túng. Vì bọn họ sống nhờ Macau, nên tuy rằng rất ít dân bản địa Macau đầu cơ trục lợi, nhưng cũng không tha việc bắt bán người phương Tây đến phương Đông, xong lại bắt phụ nữ trẻ con phương Đông đến phương Tây, hoạt động hết sức dơ bẩn. Do đấy Dương Lăng tự nhiên sẽ không xử lý qua loa vụ này, trừ bỏ ăn bài tốt cho phụ nữ và trẻ nhỏ bị Hắc Nô bắt trước đấy, liền theo pháp luật Đại Minh chuyển giao tội ác tày trời này cho án sát ti thẩm, yêu cầu nghiêm trị. Buổi sáng hôm nay, một thương thuyền Phúc Kiến đi vào Tổng đốc phủ, điểm danh cầu kiến Dương Lăng đại nhân. Tổng đốc Quý phủ đã luyện thành thói quen tiếp một vài vị không rõ lai lịch đến tiếp kiến Tổng đốc, cũng biết rõ lai lịch những kẻ này không nhỏ, liền không dám chậm trễ, vội vàng đưa kẻ kia đi tới phòng khách rồi bẩm báo với Dương Lăng. Dương Lăng nghe được vội vàng đi tới phòng khách, vị thương nhân kia thấy Dương Lăng khách khí chào: thảo dân cổ khánh hữu bái kiến Tổng đốc đại nhân. Dương Lăng cười nói: cổ tiên sinh không cần khách khí, ngươi là... Cổ khánh hữu không dám ăn vị, cười bồi rồi nói: thảo dân là người trong giới làm ăn, thường xuyên chạy Nam Dương buôn bán chút dược liệu. Dương Lăng vừa nghe người đến là thương nhân thực sự, lòng hiếu kỳ liền bớt. Hắn miễn cưỡng ngồi trên ghế thản nhiên nói: ồ, không cần khách khí, ngươi ngồi xuống đi, có chuyện gì muốn gặp bản đốc vậy? Cổ khánh hữu vẫn không dám ngồi, khẽ lau mồ hôi, đứng quy củ tại chỗ lên tiếng: thảo dân là người làm ăn, khi thuyền tới Malacca bị đám hải tặc ngoại bang uy hiếp, bọn chúng giữ thuyền của thảo dân, yêu cầu thảo dân tới đưa tin cho ngài, bọn chúng mới bằng lòng thả thuyền hàng ra. Sao? Dương Lăng lập tức hướng người tới, nhíu mày nói: Malacca sao? Phật Lăng cư hải tặc ư? Bọn chúng muốn ngươi mang tới tin tức gì vậy? Cổ khánh hữu cười ha ha nói: bọn chúng nói Phật Lăng cư đã bại Malacca, nắm quyền thống trị địa phương đấy. Hiện tại biết Hoàng đế Đại Minh không vừa lòng nên thập phần sợ hãi. Phật Lăng cơ không muốn phát sinh chiến sự với Đại Minh, bởi vậy muốn đàm phán với Đại Minh ta kìa. Nếu như đại nhân đồng ý thỉnh đưa thảo dân một thủ dụ, đại nhân định ngày bọn họ nguyện ý phái ra sứ đoàn chờ đợi đại nhân tới đàm phán. Lại nói, hải vực Hạ Môn, hai chiếc thuyền song cột lặng lẽ ẩn trong màn mưa mịt mù, gió không lớn, thuyền vẫn dập dềnh nhẹ nhàng theo làn sóng. Mưa ướt bong tàu bóng lên được như bôi dầu vậy. Vài vị thủy sư tướng lĩnh mặc áo tơi lẳng lặng đứng ở mũi thuyền. Mưa đập vào áo văng lên soàn soạt, kết giọt rồi thành dòng mà rơi xuống, nhưng họ vẫn đứng yên bất động, tựa như đang đợi điều gì đấy. Trong màn mưa, hai chiếc thuyền buồm đơn cột lướt tới. Một vị thủy sư tướng lĩnh phất tay ra hiệu chuẩn bị nghênh đón. 300 thước, 200 thước, rồi 100 thước, cả hai chiếc thuyền áp sát. Hai mép thuyền va chạm nhẹ lay động một chút, liền sau đấy thủy thủ song phương nhanh chóng tung móc câu kéo trụ lấy thuyền của đối phương.
Hai chiếc thuyền hợp lại, tức thì hai tấm ván song song đồng thời bắc qua. Bọn binh sĩ nhanh chóng nhận tấm ván cột vào mép thuyền, đồng thời cẩn thận đánh giá đối phương. Không cùng dạng đầu tóc, không đồng dạng tướng mạo, nhưng là có thể cảm giác được thân phận đối phương là một chiến sĩ. Bọn họ lần đầu tiên tiếp cận như vậy, trầm tĩnh đánh giá đối thủ. Cổ Khánh Hữu vội vàng chạy tới. Thương nhân hải vận này trong lúc vô ý lại đảm đương nhân chứng cho một sự kiện trọng đại, dù y có nguyện ý hay không. Tướng lĩnh quân Minh lên thuyền xuất phát từ lo lắng an toàn, mà bên bồ liền lần đầu tiên đàm phán trên thuyền bên mình. Họ cởi áo tơi, lộ ra một thân áo giáp chỉnh tề sáng loáng, bên sườn dắt thanh phong đao, như không có việc gì leo lên thuyền của đối phương. Họ biểu tình bình tĩnh, cùng động tác trầm ổn xua đi cảm giác khẩn trương của quân lính đối phương. Đứng ở mạn thuyền hai bên là nhóm súng thủ đang nắm chặt cũng lặng lẽ nếu lòng thả xuống. Các vị này chính là Đại Minh Phúc Kiến Thủy Sư Đô Đốc Khản Vũ tướng quân, Phúc Kiến Bố Chánh Sứ Nha Môn tham nghị Trịnh Tuyển Nhân đại nhân, Phúc Kiến Hải Đạo Sứ Đường Hành Vân đại nhân, Chiết Giang Thủy Sư Thiên Hộ Bành Tiểu Giang đại nhân. Ở đối diện, người vừa đọc học được lễ nghi Trung Quốc của bên bồ ôm quyền từng người mà trả lễ. Cổ Khánh Hữu dần bình ổn cảm xúc cẩn trương, tiếp tục nói. Các vị này chính là Phật Lăng Cơ, quốc thượng tá hải quân Hoàng Gia Tang Đức tướng quân. Mễ Như Cái, giáo sĩ, còn vị này là đại diện của thuyền trưởng Bố Đức La, Pedro, kinh thương tại Lữ Tống, trợ thủ của ông ta là Ngõa Luân Đắc. Còn có đồng danh quốc chư cháo, anh Tuấn Võ Sĩ. Mấy vị tướng lĩnh minh quân, ánh mắt như dao, liền dồn tới khuôn mặt của cái vị chư cháo anh Tuấn. Chư cháo anh Tuấn theo thói quen, gãi gãi búi tóc, võ sĩ ướt đẫm, cố bày ra biểu tình, không thèm quan tâm. Hàn Vũ khinh miệt cười cười, hạ thấp người cười nói với Tăng Đức. Chuyến này của quỷ sứ thật là đủ loại nhân vật. Chúng ta đầy 8 người, gặp lại trên biển, cũng có điểm hương vị bát tiên quá hải. Mấy người bên bồ không hiểu cái gì gọi là bắt tiên quá hải. Chư chảo anh Tuấn ngược lại nghe hiểu. Gã nhịn không được nhếch môi cười, nhưng vì mọi người không thèm nhìn gã chút nào nên cười được 2 tiếng, tự giác thấy không thú vị liền ngượng ngùng nhìn xuống. Cổ Khánh Hữu không thông thạo bồ ngữ lắm, nhưng kết nối lại không thành vấn đề. Y lắp bắp nói tiếng bồ với Tăng Đức, sau quay lại nói với Hàn Vũ. Tăng Đức tướng quân mời ngài cùng chư vị đại nhân vào trong khoang thuyền. Tăng Đức cũng làm bộ tư thái đưa tay mời. Hàn Vũ nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi tới hướng buồng nhỏ ở trên thuyền. Bành Tiểu Dạng thân hình to lớn lắc lư đi qua tới cạnh chư chảo anh Tuấn. Giáp trụ ở khuỷu tay đột nhiên lắc một cái đập vào người chư chảo anh Tuấn, đồng thời liếc qua khiêu khích. Chư chảo anh Tuấn đau nhức giống lên một tiếng, lảo đảo về phía sau 2 bước. Gã giận tím mặt, gương mặt vặn vẹo, thoáng chốc cầm chu đao soạt một tiếng rút đao ra định chém giết. Mễ Cái Nhĩ giáo sĩ để tay gã lại, khẽ lắc đầu. Lúc này, nhóm người Bành Tiểu Dạng đã vào trong khoang. Chư chảo anh Tuấn oán hận tra đao vào vỏ, cắn răng theo 3 người Tây Dương vào trong. Gã dáng người thấp, cường tráng, đứng ở phía sau bên cạnh chỉ thấy bóng lưng người phía trước. Không thì sẽ lại cùng Bành Tiểu Dạng phát sinh xung đột mất rồi. Song phương hàn huyên vài câu, Tăng Đức liền đi thẳng vào vấn đề. Các vị, chúng ta tới Tử Vương quốc Bồ Đào Nha xa xôi, cũng không có ý định mạo phạm triều đình Đại Minh đâu. Mãn Thứ Gia hay còn gọi là Malacca là một tiểu vương quốc của đám man dợ. Bọn chúng đã bị chúng ta thôn tính, nhưng với tư cách thuộc sở hữu của vương quốc Bồ Đào Nha, chúng ta tôn trọng Đại Minh quốc có địa vị trí cao vô thượng tại Đông Phương, sẵn lòng cùng Đại Minh quốc đàm phán sự tình này. Hàn Vũ lắc lắc đầu cười nói, Tàng Đức tướng quân, ta rất muốn biết quý quốc lấy cái gì cùng chúng ta đàm phán đấy. Mãn Thứ Gia là nước phụ thuộc Đại Minh quốc ta, chịu phục tùng tiến cống và cũng tiếp nhận quân đội Đại Minh bảo hộ. Các ngươi hiện tại xâm chiếm Mãn Thứ Gia, quốc vương Tô Đan Mộ Mạt của Mãn Thứ Gia đã hướng Đại Minh hoàng đế thỉnh cầu xuất binh viện trợ phục quốc rồi. Chúng ta cần phải giữ gìn lợi ích của phiến quốc kia, không phải hay sao? Mễ Cái Nhĩ giáo sĩ mỉm cười nói, tướng quân, quốc vương của ta vô cùng hy vọng cùng đế quốc phương Đông vĩ đại quan hệ hợp tác tốt đẹp. Hải quân của chúng ta là lực lượng cường đại nhất Tây Phương. Bởi vì Mãn Thứ Gia đối với chúng ta thất lễ, chúng ta đã thôn tính bọn chúng, thay thế địa vị thống trị. Hiện tại chủ nhân của Mãn Thứ Gia, Bố Chánh Sứ tham nghị Trịnh Tuyển Nhiên lập tức nói, không, không được hoàng đế Đại Minh triều thừa nhận. Các người không phải là chủ nhân của Mãn Thứ Gia, cũng không có quyền đại biểu cho Mãn Thứ Gia. Tăng Đức không vui nhún vai cười lạnh một tiếng, thật đáng tiếc các hạ,
Trên thực tế hiện nay chúng ta là người quyết định hết thảy cho Mãn Thứ Gia kìa. Bành Tiểu Dạng lập tức học y nhún vai, đối chọi gay gắt mà nói: Thì cho nên chúng ta đã tới đây rồi. Ngõ Luân Đặc vừa thấy mùi thuốc súng dày đặc, vội vàng lên tiếng: Chư vị tiên sinh, thỉnh yên tĩnh lại, cho ta nói một câu thôi. Y hô một lần cũng không có người để ý đến y. Y vội vàng kéo cổ Khánh Hữu, dùng tiếng Trung Quốc nói đi nói lại hai lần, song phương mới tạm thời an tĩnh trở lại. Ở bên ngoài, mưa tựa hồ lớn thêm. Nghe tiếng mưa đập sàn sạt vào trong khoang tàu, Ngõ Luân Đặc nhìn bên ngoài khoang thuyền mưa mù trắng xóa, lẩm bẩm nói: Đây không phải là thời tiết tốt đẹp để đàm phán, bất quá cũng không phải là thời tiết tốt để tác chiến. Y nắm chặt áo choàng, mỉm cười nói: Hàn tướng quân, chư vị đại nhân, ta tới phương Đông cũng đã lâu rồi, cũng biết hoàng đế bệ hạ Đại Minh tuy có được danh giới rộng lớn và quân đội quần đông hơn so với toàn bộ dân số quốc gia chúng ta kìa, thì nhưng quân vương Đại Minh lòng dạ rộng lớn, hẳn không có ý lợi dụng thực lực cường đại can thiệp vào sự vụ các tiểu quốc bên cạnh. Chỉ cần không mạo phạm tôn nghiêm Đại Minh thì ông ấy hẳn chính là một người hùng, nhưng rất hỏa khí, phải không nào? Y chỉ vào hướng Tăng Đức cùng Mễ Như Cái, cười nói: Mà chúng ta chính là không nghĩ mạo phạm Đại Minh. Về vấn đề phiên quốc Mãn Thứ Gia này, chúng ta cũng đã lý giải. Chúng ta chiếm dụng nó, hơn nữa là đang ở lại đó rồi, cũng chỉ là muốn buôn bán cùng Đông Phương. Sau khi quản lý Mãn Thứ Gia, chúng ta cũng có nghĩa vụ thay thế Mãn Thứ Gia thực hiện nghĩa vụ của thần quốc đối với hoàng đế Đại Minh. Nói cách khác, Tăng Đức tướng quân của nhà nước Bồ cũng đồng dạng với quốc vương Mãn Thứ Gia. Nếu như Dương Lăng tướng quân đồng ý, chúng ta có thể lập tức phái sứ đoàn đến kinh thành Đại Minh cống nạp. Mễ Cái Nhĩ giáo sĩ liên tục gật đầu: Tất nhiên như vậy, đối với Đại Minh mà nói cũng không có gì biến hóa. Mãn Thứ Gia tuy rằng đổi chủ nhưng vẫn là thuộc địa của Đại Minh, nguyện ý thực hiện nghĩa vụ của thần quốc đối với Đại Minh. Ta nghĩ hoàng đế bệ hạ Đại Minh sẽ cảm thấy vừa lòng đối với việc này thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 121 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.